Chào các bạn, chúng ta sẽ bước sang phần lập trình hướng đối tượng. Thì bài đầu tiên, chúng ta sẽ làm quen với màn hình xử lý phân số. Thì trong màn hình này thì chúng ta thấy có hai phân số, phân số 1 và phân số 2. Sau đó chúng ta đi thực hiện các phép tính trên hai cái phân số này và kết quả sẽ được xuất ra phân số kết quả. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài. Trước tiên là thông tin nhập, thì chúng ta sẽ nhập vào giá trị của hai phân số. Sau đó chúng ta đi xử lý, thực hiện các phép tính trên cái lớp phân số. Thì chúng ta đang ở những bài đầu tiên của phần lập trình hướng đối tượng, cho nên là chúng ta sẽ đi xây dựng các cái lớp đối tượng. Thì cái lớp đầu tiên này sẽ có tên là phân số, dùng để thực hiện các cái phép tính cũng như các cái xử lý trên phân số. Còn thông tin xuất thì chúng ta sẽ xuất cái phân số kết quả ra màn hình. Thì cụ thể hơn trong phần hướng dẫn giải thì chúng ta sẽ đi thực hiện. Đầu tiên là chúng ta đi tạo lớp phân số. Thì cấu trúc của một lớp mà thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái từ khóa là public class, sau đó tên của lớp và kết thúc là end class. Bên trong một lớp, và cụ thể ở đây là lớp phân số, thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái thành phần như sau. Đầu tiên chúng ta đi khai báo các biến thành viên, sau đó chúng ta tạo ra các cái thuộc tính. Kế tiếp chúng ta đi khởi tạo, xây dựng các cái hàm khởi tạo. Và những cái phương thức tính toán, xử lý, ví dụ như là ở đây chúng ta có phân số thì chúng ta có cộng trừ nhân chia trên những cái phân số. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi xây dựng các cái toán tử. Thì đây là một cái điểm mới trong cái phiên bản 2005, cho phép chúng ta xây dựng các cái toán tử trên phân số. Thì cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào cái phần bài giải và quan sát xử lý cụ thể của chương trình. Thì đầu tiên các bạn thấy đây là một cái lớp phân số với các cái thành phần đã được xây dựng sẵn. Thì trước tiên chúng ta quan sát thành phần khai báo biến thành viên. Thì đây là cái thông tin nội bộ lưu trữ một cái phân số. Ví dụ như là một phân số thì chúng ta thấy có tử số và mẫu số. Thì quy tắc đặt tên biến thành viên thì chúng ta sẽ bắt đầu với chữ M. Thì đây là một cái quy ước để chúng ta dễ dàng nhận dạng. M có nghĩa là member, thành viên trong một cái lớp. Và phía sau là tên của cái biến thành viên đó. Như vậy là chúng ta có M tử số và M mẫu số là hai cái biến thành viên bên trong cái lớp phân số này. Thì từ hai biến thành viên, chúng ta sẽ đi xây dựng các cái thuộc tính. Thì thuộc tính chính là cái thông tin trao đổi với bên ngoài của cái biến thành viên, gán cho phép chúng ta gửi giá trị ra bên ngoài và nhận giá trị vào cho biến thành viên. Do đó tên những cái thuộc tính thì chúng ta sẽ đặt các bạn thấy giống với tên của biến, nhưng mà chúng ta không có M phía trước. Như vậy thì cái cách phân biệt giữa biến thành viên và cái thuộc tính là chúng ta thấy là biến thành viên có M phía trước, còn thuộc tính thì chúng ta lấy cái tên thôi. Như vậy là chúng ta có thuộc tính tử số, có thuộc tính mẫu số, còn biến thành viên là M tử số và M mẫu số. Từ hai cái biến thành viên này, chúng ta bắt đầu đi xây dựng thuộc tính. Thì cấu trúc của một cái thuộc tính thì chúng ta thấy là với từ khóa public, có nghĩa là cho phép ở bên ngoài truy xuất vào, và từ khóa property có nghĩa là thuộc tính. Rồi tên của thuộc tính, và chúng ta thấy ở đây chúng ta có là get, and get có nghĩa là trả về cái giá trị cho phép bên ngoài truy xuất. Còn set và and set có nghĩa là cho phép chúng ta gán vào giá trị cho biến thành viên. Như vậy thì nhờ cái thuộc tính mà chúng ta có thể là cho phép gán và trả ra giá trị đối với cái thông tin biến thành viên này. Thì đối với cái phần trả về
thông tin thì chúng ta có return thông tin của biến thành viên. Còn để gán giá trị cho biến thành viên tương ứng với tử số thì chúng ta có là đây là cái value, cái giá trị được gán, thì chúng ta sẽ có biến thành viên bằng với cái giá trị gán. Thì đó là cái cấu trúc của một cái thuộc tính. Sau đó chúng ta đi xây dựng thuộc tính tiếp theo, đó là mẫu số, thì cũng tương tự. Sau khi có được thuộc tính rồi thì chúng ta bắt đầu đi khởi tạo. Thì phương thức khởi tạo chúng ta có là public sub new. Thì phương thức new có thể chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái phương thức khởi tạo bằng cách là giả sử ban đầu chúng ta khởi tạo nhưng mà không có tham số gì cả thì chúng ta mặc định chúng ta gán tử số và mẫu số bằng 1. Còn trường hợp khởi tạo thứ hai là chúng ta sẽ truyền vào một cái tử số và một cái mẫu số, và chúng ta sẽ đi kiểm tra cái mẫu số có hợp lệ hay không. Nếu như hợp lệ thì chúng ta bắt đầu gán cho thông tin của tử số và mẫu số bằng với cái thông tin được truyền từ bên ngoài. Một cách khởi tạo nữa đó là chúng ta truyền vào một phân số và chúng ta gán thông tin tử số mẫu số bằng với tử và mẫu của phân số được truyền vào. Đối với các phương thức tính toán thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái phép tính như là cộng, trừ, nhân, chia trên các cái phân số. Thì đầu tiên là phép tính cộng. Thì chúng ta có cái phương thức là cộng và chúng ta truyền vào một cái tử số và một cái mẫu số của phân số nào đó. Kết quả của phép tính chúng ta gán vào trong cái phân số tổng này. Thì đầu tiên ta khai báo một cái phân số tổng có kiểu là phân số. Bởi vì ở đây các bạn lưu ý cái hàm này, cái phương thức này sẽ trả về cái kiểu dữ liệu là phân số. Sau đó chúng ta sẽ đi gán tử số của phân số tổng chính là bằng cái tử số nhân với tử số, chính là tử số nhân với cái mẫu số mà chúng ta truyền vào cộng với tử nhân với cái mẫu số của phân số hiện hành của chúng ta, có nghĩa chúng ta nhân chéo. Rồi mẫu số sẽ bằng hai cái mẫu số nhân nhau. Sau đó, sau khi tính xong rồi thì chúng ta sẽ đi tối giản phân số. Thì cái cách tối giản phân số thì các bạn quan sát. Để tối giản được phân số thì chúng ta sẽ hỏi xem nếu như phân số này, cái mẫu số này là bé hơn không, thì chúng ta lấy cái trị tuyệt đối của cái phân số đó. Và khi đó chúng ta sẽ gán tử số bằng trừ 1 nhân với tử số, có nghĩa là chúng ta đưa cái dấu trừ lên trên tử số. Sau đó chúng ta đi tìm ước số chung lớn nhất của hai số, chính là tử và mẫu. Sau khi có được ước số chung lớn nhất rồi thì chúng ta lấy tử số chia cho ước số chung và chúng ta gán ngược trở lại cho tử số. Thì đây là cái phép tính, chúng ta có thể viết tương đương là tử số bằng tử số chia cho ước số, thì chúng ta viết thành là chia bằng. Và mẫu số cũng vậy, mẫu số chia bằng cho ước số, nghĩa là lấy chính nó chia cho ước số. Thì đó là cái cách chúng ta tối giản phân số. Sau khi tối giản phân số xong thì chúng ta return trả về cái phân số tổng. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện với phép cộng. Thì cũng là cái phép cộng nhưng mà chúng ta sẽ có cái cách thể hiện khác, đó là chúng ta truyền vào một cái phân số.
Thay vì chúng ta truyền vào một cái tử số và một mẫu số thì chúng ta sẽ cộng với một cái phân số, ta truyền vào một cái kiểu là phân số như thế này và chúng ta trả về kiểu phân số. Thì để làm được điều này thì chúng ta có thể gọi lại đúng cái hàm, đúng cái phương thức mà chúng ta vừa xây dựng ở trên. Chúng ta truyền vào cộng và chúng ta lấy phân số p phân số chấm tử số và p phân số chấm mẫu số để chúng ta tận dụng lại cái code mà chúng ta đã viết. Thì đó là cái cách mà chúng ta xây dựng phép cộng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi xây dựng phép trừ. Thì phép trừ cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ là phép trừ thì chúng ta nhân chéo và chúng ta trừ. Mẫu số thì cũng như vậy, chúng ta tối giản. Như vậy là phép cộng và phép trừ chúng ta làm gần như là tương tự nhau. Rồi phép nhân thì quy tắc nhân hai cái phân số thì chúng ta lấy tử và mẫu nhân mẫu. Còn phép chia thì chúng ta có là nhân nghịch đảo. Như vậy là ta lấy tử nhân mẫu, còn mẫu thì là chúng ta lấy mẫu nhân tử. Rồi sau đó chúng ta cũng tối giản. Thì đó là cái cách mà chúng ta thực hiện các cái phép tính. Sau đây chúng ta sẽ đi định nghĩa các cái toán tử cộng giữa hai phân số. Thì khi mà chúng ta định nghĩa toán tử thì quy ước bắt buộc chúng ta phải có từ khóa share, có nghĩa là cho phép chúng ta sử dụng chia sẻ. Cú pháp của toán tử chúng ta có là public share operator và cái toán tử mà chúng ta cần định nghĩa. Thì tại sao chúng ta đã có phương thức cộng rồi, phương thức cộng trừ nhân chia rồi mà tại sao chúng ta phải đi định nghĩa tiếp các toán tử? Thì bởi vì để tăng cái tính tiện dụng, khi mà chúng ta cần cộng hai phân số thì chúng ta chỉ cần ghi là phân số 1 cộng cho phân số 2. Còn nếu như chúng ta viết theo cái kiểu là những cái phương thức cộng trừ nhân chia thì chúng ta sẽ phải viết là theo kiểu truyền tham số, có nghĩa là khi bạn cần cộng một phân số khác thì bạn phải truyền vào cái phân số, ví dụ phân số 1 cộng phân số 2 thì chúng ta phải ghi là phân số 1 chấm cộng rồi chúng ta truyền vào phân số 2 trong tham số. Thì nếu ghi như vậy thì nó khá bất tiện, cho nên là cái cách định nghĩa toán tử giúp cho tăng cái tính tiện dụng khi chúng ta sử dụng các cái phép toán và trở nên thân thiện và quen thuộc hơn. Thì để thực hiện định nghĩa cái toán tử thì chúng ta nhớ bắt đầu là public share operator và cái phép tính. Quan trọng hơn đó là bên trong cái tham số thì chúng ta phải truyền vào hai cái thông tin mà chúng ta cần thực hiện cho cái toán tử này. Ví dụ bạn cộng giữa hai phân số thì bạn phải truyền ở đây là phân số 1 và phân số 2. Chúng ta truyền vào tham số là hai phân số. Chứ không thể nào chúng ta truyền vào chỉ một phân số thì chúng ta không thể thực hiện cái toán tử cộng này được. Sau đó chúng ta khởi tạo một cái kết quả và khởi tạo một kết quả có kiểu là phân số và chúng ta truyền vào phân số 1, có nghĩa là kết quả này bằng với phân số 1. Sau đó chúng ta return cái kết quả chấm cộng phân số 2. Các bạn thấy đây là cái cách dùng truyền thống. Còn đây là chúng ta truyền vào theo cái kiểu là toán tử, định nghĩa cái toán tử. Bên trong cái đoạn lệnh này chúng ta hoàn toàn xài lại những cái phương thức mà chúng ta đã định nghĩa phía trên. Nhưng khi sử dụng thì các bạn thấy chúng ta sẽ được minh họa cái phần sử dụng toán tử này rất là dễ sử dụng. Tương tự chúng ta định nghĩa phép trừ giữa hai phân số, chúng ta cũng truyền vào phân số 1 và phân số 2. Rồi chúng ta khởi tạo một cái kết quả truyền vào phân số 1 và chúng ta lấy phân số 1 trừ với phân số 2 bằng cái phương thức trừ
ta truyền vào P2. Tương tự cho phép nhân và phép chia, nghĩa là toán tự nhân và toán tự chia. Sau khi xây dựng xong cái lớp thì chúng ta sẽ đi sử dụng cái lớp này như thế nào? Thì đây là màn hình xử lý phân số đã được thiết kế sẵn. Thì trong cái nút cộng thì các bạn quan sát chúng ta sẽ đi làm việc như thế nào. Đầu tiên chúng ta khai báo hai phân số là phân số 1 và phân số 2. Một phân số kết quả nghĩa là phân số tổng, và cả ba đều có kiểu là phân số. Sau đó chúng ta đi khởi tạo phân số 1, phân số 2. Các bạn truyền vào giá trị cho tử số, mẫu số. Kế tiếp ta đi thực hiện cộng. Thì đây là cách 1. Với cách 1 này thì các bạn thấy phân số tổng sẽ bằng sẽ nhận được kết quả trả về từ phương thức là phân số 1 chấm cộng và chúng ta truyền vào phân số 2. Thì đây chính là phép cộng giữa phân số 1 và phân số 2 theo cái cách là phương thức. Tuy nhiên chúng ta đã xây dựng toán tử rồi thì đây là một cách dùng rất là thân thiện và quen thuộc với những cái cách mà chúng ta sử dụng những cái biến, ví dụ chúng ta cộng giá trị giữa hai biến chẳng hạn, hay là cộng giữa các cái thành phần mà trước đây chúng ta đã khá quen thuộc. Thì ở đây chúng ta cộng giá trị giữa hai cái đối tượng là phân số 1 và phân số 2 thông qua cái toán tử operator cộng. Thì các bạn thấy giữa cách 1 và cách 2 thì chúng ta thấy cái cách 2 của chúng ta nó thân thiện hơn rất là nhiều. Sau đó chúng ta đi xuất kết quả ra màn hình. Và chúng ta gán tiêu đề cho rootbox. Phép trừ các bạn làm tương tự. Thì đây là cách chúng ta thực hiện phép trừ. Chúng ta lấy phân số 1 trừ phân số 2. Nhân, các bạn thấy rất là tiện dụng, chia. Sau đây chúng ta đi thực hiện chương trình. Thì đây chúng ta có phân số 1 là 1 phần 5, phân số 2 là 3 phần 10. Chúng ta cộng thì các bạn thấy nó sẽ ra là 1 phần 2. Thì làm thế nào để ra được 1 phần 2? Thì các bạn thấy đầu tiên chúng ta nhân chéo. Chúng ta có 10 x 1 và 5 x 3. Như vậy là 10 cộng cho 15 là 25. Sau đó chúng ta có cái mẫu, chúng ta lấy hai cái mẫu nhân nhau. 5 x 10 là 50. Như vậy là 25 trên 50. Sau khi chúng ta tối giản thì chúng ta ra được 1 phần 2. Hay là phép trừ thì chúng ta có là trừ 1 phần 10, phép nhân là 3 phần 50. Chúng ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Còn phép chia thì chúng ta nhân nghịch đảo. Nghĩa là chúng ta lấy 1 x 10 và 5 x 3. Như vậy chúng ta có 10 phần 15 và chúng ta tối giản ra 2 phần 3. Thì đó là cái cách để chúng ta thực hiện cái chương trình này. Như vậy là chúng ta vừa xử lý xong màn hình xử lý phân số. Thì với cái bài đầu tiên trong cái phần lập trình hướng đối tượng này thì chúng ta được làm quen với cách tạo ra một cái lớp đối tượng gồm các cái thành phần nào. Và các bạn lưu ý cái cách đặt tên cho biến thành viên, và từ đó chúng ta suy ra được tên của thuộc tính. Kế tiếp chúng ta đi xây dựng các cái phương thức khởi tạo. Rồi chúng ta có các phương thức xử lý tính toán. Và một điều quan trọng nữa ở đây các bạn cần ghi nhớ, đó là cái cách để chúng ta tạo nên các cái operator, có nghĩa là các cái toán tử giúp cho chúng ta sử dụng các cái phép tính một cách thân thiện và dễ sử dụng hơn. Thì chúc các bạn thành công trong bài tập này.